Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời: có lẽ ông là người khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa cùng toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm cho chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi điều đúng như các lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ: ôi kẻ khờ dại chậm tin, các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng đã thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Như chúng con thân mến, tin mừng vừa rồi chúng ta vừa nghe đó, ai nhắc lại dùm ma nội dung bài tin mừng hôm nay rất hay. Bạn nào giúp ma tánh, sai ma sửa, sai ma bổ sung. Quánh tu si, ai thắng thì không phải nói, ai thua thì phải nói. Tánh. Micro đâu? Nói kể lại. Hai người gì? Nghe cái là hết hồn muốn rớt tim rồi đó. Có hai người con gái. Hai người môn đệ. Đâu ra hai người con gái? Mình là con gái cái mình nghĩ tới con gái. Hai người môn đệ.
Tiếp. Tiếp. Tánh tánh. Hai người nói chuyện sao nữa? Nhanh nhanh nào. Rồi kế bên đứng kể lại cho nó nhanh cái nào. Người ta kể hay như thế mà chỉ có một tràng pháo tay thì tệ quá. Mà nếu như có một tràng như thế thì cũng chưa đủ. Một cái câu chuyện tin mừng rất đơn giản, vừa nghe vừa đọc mà không nhớ. Tí xíu xuống hỏi mà đau giảng có cái gì biết không, trả lời không biết là cũng đúng rồi chứ đâu có sai. Bởi vì ngay bài tin mừng mà mình còn không nắm nữa mà mình nắm được ma đao nói cái gì. Ngồi ở đây đó nhưng mà hồn ở đâu á? Hồn để ở đâu đâu á? Rồi
Con nói cho ba cái cảm nhận của con cái bài tin mừng ngày hôm nay. Con nói thử đi. Cầm micro. Cái cảm nhận của con, ngồi cũng được, không cần đứng. Cái cảm nhận của con với bài tin mừng ngày hôm nay. Cái gì? Đúng rồi, cái cảm xúc của con. Giống như một con đọc một cái câu chuyện thì con có cái cảm nhận của con về cái câu chuyện ấy. Tành tành. Kế bên. Cảm nhận của con. Con đọc một câu chuyện, con có cái cảm nhận gì? Cái câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, con cảm nhận gì về câu chuyện tin mừng ấy? Vậy thôi mà. Mình vỗ tay đi chứ. Cái điều quan trọng nhất chúng con thấy cấp 1, cấp 2 thì ma không nói. Nhưng mà cấp 3 đặc biệt là những nàng tiên này đi lễ không chú ý. Không chú ý. Bất cứ mình làm cái gì mình phải để tâm vào thì nó sẽ không sai. Nội chỉ có cái quạt thôi, dặn mới đầu lễ dặn là chúng con bất cứ ai giúp lễ thì bê cái chân nó đi quay qua, đừng quay cái đầu nó gãy cổ. Mới nói xong chưa đầy 5 phút, nó lại tiếp tục quay cái cổ. Thì ma suy nghĩ rằng nếu mà mình đi lên lớp mà thầy dạy như vậy thì có lẽ là mình không tiếp thu được cái gì cả. Bù thô ốc. Rồi cả các nàng tiên kia cũng vậy, ăn ngon mặc đẹp, ở trong một cái máy ấm rất hạnh phúc, nhưng mà không chú tâm. Chút xíu xuống hỏi, không biết gì đâu, không giảng đâu có hiểu gì đâu. Người ta cố gắng hết sức người ta trình bày, mình không cố gắng nghe, chơi nhau, không hiểu. Lỗi tại ai? Chỉ có cái bài tin mừng thôi mà không lặp lại được. Quá bì đát. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay nó rất gần trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của ma, cuộc đời của mỗi người chúng con. Chúng ta tin Chúa, nhưng mà trong chúng ta không ai thấy Chúa bao giờ. Không ai thấy Chúa bao giờ. Niềm tin của chúng ta dễ bị lung lay khi chúng ta bệnh tật, khi chúng ta đi học chúng ta bị điểm kém, chúng ta làm sai lỗi, chúng ta cảm thấy thất vọng và chúng ta dường như cảm thấy không có Chúa trong cuộc đời. Cũng giống như môn đệ, hai môn đệ trên đường Emmaus ngày hôm nay, trên cái con đường về quê đó, hai môn đệ cảm thấy thất vọng bởi vì niềm tin của mình đặt vào cái ông Giê-xu đã chấm hết sau khi ông Giê-xu chết. Thế nhưng mà tiếc thay, ông Giê-xu đã sống lại
Và Chúa Giêsu đã hiện ra với cái hai môn đệ trên đường Emmaus là một cái câu chuyện rất gần trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đến với hai môn đệ và trên cái con đường đi đó xế chiều, hai môn đệ nói với Chúa Giêsu mời ông ở lại đây vì trời đã xế chiều. Nếu như hai môn đệ không mời Chúa Giêsu có lẽ cũng không gặp được Ngài. Và chính vì lòng hiếu khách, hai môn đệ đã mời Chúa Giêsu ở lại vì trời đã xế chiều. Và chính trong lúc bẻ bánh, các môn đệ đã nhận ra cử chỉ, nhận ra các hành động quen thuộc của Chúa Giêsu. Và khi ấy, lòng của các môn đệ đã bừng cháy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta được gặp Chúa qua bí tích thánh thể trong thánh lễ. Và nơi đó chúng ta gặp được Chúa Giêsu. Thế nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay rất nhiều người bỏ Chúa, bỏ lễ, không còn quan trọng về thánh lễ nữa. Thì lấy gì người ta gặp được Chúa để người ta bừng cháy lên trong cái đời sống đức tin? Khi người ta lười, người ta không đi nhà thờ, người ta không đọc kinh, người ta không học giáo lý, bản thân chúng con cũng vậy thôi. Nền tảng đời sống đức tin của chúng con được xây dựng trên giáo lý, trên kinh thánh và tiếp xúc với Chúa Giêsu thánh thể. Thế nhưng nếu chúng con lười đi học giáo lý, nếu chúng con lười đọc kinh thánh, chúng con lười suy niệm lời Chúa, lười đi lễ, thì niềm tin rất dễ lung lay. Một lúc nào đó khi chúng con cảm thấy chán nản, chúng con sẽ buông xuôi tất cả. Ngày hôm nay như hai môn đệ trên đường Emmaus, cuộc đời của ma cũng như cuộc đời của chúng con. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có những lúc chúng ta không còn tin Chúa nữa, nhưng Chúa luôn luôn đồng hành, Chúa luôn luôn ở với mỗi người chúng ta. Chuyện quan trọng rằng chúng ta có đến với Chúa qua bí tích thánh thể để chúng ta được gặp Chúa hay không. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta yêu mến lời Chúa, chúng ta yêu mến thánh thể, để chúng ta đến với thánh lễ, để chúng ta được gặp Chúa và chính Chúa nung nấu niềm tin của chúng ta. Câu đạo viết cơ khỏi thì...